thu, người tiêu dùng thường bị thu hút bởi bánh nướng, bánh dẻo được quảng cáo đại hạ giá, mua và sử dụng rất nhiều. Tuy nhiên, trong trường hợp này, vì bánh đã được sản xuất và ở ngoài môi trường trong một thời gian khá dài, chúng sẽ chứa nguy cơ nấm mốc, hỏng ở bên trong cao mà chưa thể hiện ra ngoài vỏ. Vậy, người mua nên lưu ý gì trong việc lựa chọn bánh để đảm bảo an toàn thực phẩm? 1. Lưu ý khi chọn bánh trung thu hạ giá. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, hiện nay thị trường bánh trung thu nói chung khá loạn về chất lượng nên cần hết sức cẩn trọng khi mua về sử dụng. Bánh trung thu có thương hiệu được cấp phép sản xuất về cơ bản là an toàn. Tuy nhiên, các loại bánh này nếu bán hạ giá, người mua cần lưu ý hạn sử dụng thế nào, được bảo quản trong điều kiện ra sao. Người tiêu dùng nên quan sát xem chúng có dấu hiệu mốc, hỏng hay không. Bánh trung thu cần được bảo quản trong điều kiện nhiệt độ tiêu chuẩn mới không bị hỏng khi hạn sử dụng chưa hết. Trong khi, đa phần các điểm bán hàng đại hạ giá, bánh được phơi dưới nắng, khói bụi của xe cộ qua lại cả ngày. Liên tục trong nhiều ngày như thế, bánh không thể đảm bảo an toàn theo hạn sử dụng ghi trên bao bì. Nấm mốc chắc chắn sẽ phát triển trong điều kiện này. 2. Cẩn trọng với bánh trung thu giá rẻ, không nhãn mác. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh lưu ý thêm, người tiêu dùng nên cẩn trọng với những loại bánh giá rất rẻ, không có tem mác, nhà sản xuất. Những loại bánh đó có thể đem đến nguy cơ cao cho người sử dụng nếu chứa chất tạo màu không được phép sử dụng trong công nghệ chế biến thực phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Thịnh thông tin một số chất tạo màu có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Đó là Brilliant Blue, dùng trong chế biến sữa, thạch, siro, đồ uống, kẹo có nguy cơ gây dị ứng, erythrosin. Sử dụng trong chế biến kẹo, bánh nướng, gia vị, thực phẩm ăn nhẹ gây ung thư tuyến giáp. Aurora Red, sử dụng trong chế biến thực phẩm ăn nhẹ, nước uống không cồn có thể gây dị ứng, hen suyễn, viêm mũi ở người, chứng hiếu động thái quá ở trẻ em. Về cảm quan, bánh trung thu ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thường có mặt bánh vàng đều, da bánh mỏng, nhân khi cắt ra không bị vụn. Nên mua bánh trung thu ở các cơ sở có tên tuổi, đã có sự giám sát, kiểm tra của cơ quan y tế. Nhãn mác của bánh phải ghi đầy đủ ngày sản xuất và thời hạn sử dụng. Phó giáo sư tiến sĩ Thịnh cho biết, bánh trung thu hoàn toàn có thể bảo quản trong tủ lạnh, song không nên để bánh trong tủ quá lâu. Mặc dù được bảo quản trong tủ lạnh, bánh chưa bị nấm mốc, song dinh dưỡng của bánh sẽ bị giảm đi rất nhiều và không còn thơm ngon như bánh mới làm. Phó giáo sư tiến sĩ Lâm khuyến cáo, khi mua bánh trung thu, cần mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Do điều kiện môi trường, khí hậu tại Việt Nam nóng, ẩm, nhiều khói bụi nên bánh dễ bị ô nhiễm, hỏng ở bên trong mà chưa thể hiện ra ngoài vỏ. Ngoài ra, hiện nay trên thị trường xuất hiện các loại bánh trung thu giá rẻ, cần cảnh giác với các yếu tố độc hại có thể như chất bảo quản, phẩm màu độc hại hay hư hỏng bên trong.